Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Xuân Hoàng sẽ lên đọc giới thiệu tập thơ Ông Kể Cháu Nghe ạ. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Hoàng ạ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tôi rất vinh dự được ông Bùi Gia Nung cho tôi xem trước tập thơ và qua nhà tôi là viết lời giới thiệu cho tập thơ. Thì hôm nay được ban tổ chức giới thiệu, tôi lên xin đọc cái lời giới thiệu của tập thơ ông Bùi Gia Nung. Trước hết, xin có đôi lời giới thiệu sơ qua về tác giả. Ông Bùi Gia Nung sinh năm 1934. Ông tham gia vào du kích chống thực dân Pháp từ năm 16 tuổi. Đã có lần bị địch bắt nhưng quyết không khai, rồi mưu trí trốn thoát. Năm 17 tuổi, ông trốn gia đình vào bộ đội. Từ năm 1959, ông là công an, nhân dân vũ trang, trực tiếp bảo vệ các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Trong đó có cả những chuyến tháp tùng Tổng Bí thư Lê Duẩn đi công tác, có ảnh tư liệu in trong tập thơ. Ông về hưu với quân hàm đại úy, với lòng nhiệt tình cách mạng, ông tiếp tục tham gia hoặc các hoạt động ở địa phương, là ủy viên văn hóa xã, đại biểu hội đồng nhân dân huyện. Dù làm bất cứ việc gì, ông cũng rất nhiệt tình và sôi nổi. Ông là người yêu thơ, tuy là người làm thơ không chuyên, nhưng ông đã có hàng trăm bài thơ được in thành ba tập với cùng một tiêu đề: Ông Kể Cháu Nghe. Bởi vì cháu hỏi ông sao ông chưa kể những việc làm thở trẻ của ông, để cháu ghi tạc trong lòng, tự hào nối gót cho ông đỡ buồn. Và cứ thế, cuộc đời ông được diễn giải qua các vần thơ mộc mạc chân tình. Năm nay ông vừa tròn 90 tuổi. Ông tập hợp thêm một số bài viết gần đây cùng các bức ảnh kỷ niệm về quãng thời gian công tác đã qua, cho tái bản và có bổ sung cho tập thơ của mình để cho bạn bè cùng con cháu nhớ tới. Thơ ông đúng là tấm lòng của người lính già khi ôn lại cuộc sống chiến tranh của mình, thể hiện qua các bài thơ kỷ niệm chuyến vào tuyến lửa Vĩnh Linh, đi Vĩnh Linh vượt hai cửa tử ngư thủy đồi sáu độ dốc chơ, được chứng kiến những tấm gương hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, của quân và dân tuyến lửa anh hùng, mà thốt lên rằng nơi đây chiến sĩ dân thường dựng thành lũy thép kiên cường trực canh. Và chính ông càng tin tưởng hơn vào tương lai tất thắng của dân tộc, hòa nhịp sống chiến tranh ác liệt, thấy lòng mình càng rất vững tin con đường thống nhất hai miền nhất định đạt được lời nguyền Bác trao. Trong bài Chiếc Nhẫn Của Những Chiến Công, ông đã ân cần dặn cháu rằng ông trao cháu kỷ vật này, hiểu sâu chiến tích, nhớ ngày gian nan đất nước thống nhất, ba lô gọn nhẹ trở về, hai từ hưu trí tràn trề niềm vui, ngậm ngùi nghĩ những bạn tôi tấm thân đã gửi ở nơi biên phòng. Để rồi về quê sống vốn không chật vật, đã mở nghề kỹ thuật sửa xe Honda, chỉnh sửa buji xe thồ, đắp lốp xăm ti giúp người. Dù phải lăn lộn kiếm sống, song ông vẫn lạc quan yêu đời và tích cực tham gia công tác xã hội, ứng vào đại biểu nhân dân hội đồng cấp huyện một lần 5 năm, ở cấp xã nằm trong tuyến trực thuộc chuyên ngành thể dục thể thao.
ngày đêm thúc đẩy phong trào văn hóa xã hội tiến cao điển hình. Và phần đoàn thể cựu binh trong xã, ban chấp hành dòng dã nhiều năm, ở đâu cũng nghĩ suy rằng chấm công sẽ được dân làng ngợi khen. Trở về với cuộc sống đời thường, thơ ông vẫn đậm vẻ lạc quan yêu đời, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai của đất nước. Trong bài Vui cùng phụ lão xóm chùa, ông viết: Vui sao thời tiết năm nay, nhà nông gặp thuận cấy cày đầu xuân, thóc gieo thẳng hạt bén chân, mầm xanh mơn mởn muôn phần chắc an. Hay trong bài Chúc mừng thành quả đầu tay, ông viết: Tư duy đổi mới nghề nông, cũng đồng ruộng ấy lãi dòng tăng nhanh, phát huy kỹ thuật thâm canh, cây con phối hợp dệt thành ấm no. Còn trong bài Yên Mô nối tiếp phong trào, ông viết: Hăng say nối tiếp phong trào, phát huy truyền thống đỉnh cao anh hùng. Thơ của ông mộc mạc, chân thật và đầy nhiệt huyết, như chính cuộc đời của mình vậy. Một mảng đề tài trong tập thơ này được đề cập tới, đó là cuộc sống thường ngày của một cán bộ đã nghỉ hưu, luôn luôn vui vẻ giao lưu với bạn bè và chan hòa với tổ ấm gia đình, vui mừng vì sự trưởng thành của con cháu. Tin vui cháu bay sang Hàn Quốc học một trường vốn được ngợi khen, và không quên dặn cháu sang bên đó gắng công học tập mọi chuyên đề quyết đạt điểm cao, tham gia tích cực phong trào để con gái Việt tự hào muôn nơi. Qua thơ, bạn đọc cảm nhận thấy ông là một có một cuộc sống gia đình rất là hạnh phúc. Ông bà ở tuổi cổ lai hy, có nhà vững chắc chẳng ngại chi, bão táp mưa xa trời có động, yên lòng con cháu lúc xa quê. Là một cán bộ văn hóa, khi còn ở đơn vị công tác và cả lúc nghỉ hưu, ông rất nhiệt tình thể hiện trong từng trang viết của mình. Bất kỳ hoạt động nào của địa phương trong những năm qua, từ sửa đường làng, sửa đình, xây văn chỉ, xây dựng nhà văn hóa, xây câu lạc bộ, đến phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, ông đều có bài tham gia đóng góp. Ở tuổi 90 nhưng ông vẫn khỏe mạnh, sung sức đi du lịch khắp Bắc Nam cùng con cháu từ Côn Sơn, Kiếp Bạc, Chùa Đồng, Yên Tử đến Vũng Tàu, Côn Đảo, đến đâu ông cũng có thơ, quả là yêu đời. Ông viết: Tôi xin đọc một bài thơ mà ông viết gần đây trong chuyến đi du lịch trong dịp đầu xuân. Tư Bạch tuổi 90, vui biết mấy tuổi đời đạt tới, cũng 90 mong đợi xuân sang, mừng sao đã bước lên hàng, đúng năm Quý Mão mèo vàng dẻo chân. Khi 89 sức mình ổn định, đã thể thao đều đặn sớm hôm, đi chơi Hà Nội tiếp thêm, du lịch Côn Đảo leo lên Chùa Đồng. Năm 23 giao thông thuận lợi, chắc lại nhiều mời gọi du xuân, Đồng Nai Uông Bí xa gần, hẹn hò con cháu quây quần bên nhau. Cũng xuân này cháu dâu cháu rể sẽ đăng trình cho trẻ yêu đương, thế thì trọn vẹn đủ đường, tuổi xưa nay hiếm khiêm nhường khoe vui. Có thể nói thơ Bùi Gia Nông là một bài bản diễn ca phản ánh khá đầy đủ cuộc sống và phong trào ở địa phương, một nhật ký hành trình của cuộc đời. Đúng như tiêu đề của tập thơ ông đã đặt tên là Ông Kể Cháu Nghe, đây là tâm sự của người ông, người cha, người đi trước với con cháu mình, để chúng không quên nguồn cội và tiếp bước cha ông trên quãng đường đời. Là người viết không chuyên, thơ của ông không tránh nổi những hạn chế về mặt nghệ thuật như bao tác giả không chuyên khác. Nhưng phải nói,
Nhưng phải nói rằng thơ Bùi Gia Nung rất gần gũi, đúng như tiêu đề của tập thơ vậy. Làm được như ông đâu phải dễ. Chắc rằng bạn đọc sẽ còn khám phá ra nhiều điều thú vị khi đọc tập thơ này. Nhân dịp này, xin chúc tác giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, yêu đời, chấp thêm những vần thơ của cuộc sống và còn cho ra mắt nhiều tập thơ nữa. Xin hết.